Tụi tôi dịch về lồng tiếng fan fan phim phát hành bộ phim Chị Em Cây Táo. Tập 1. Trong một buổi tám chuyện của hội chị đại đẹp. Dịch ở nhà đói bụng hoài trời ai. Ấy. Chờ chút để chị vô, chị coi coi, lục coi tủ lạnh coi có gì ăn không nha, chờ chút. Ừ, sao không có gì ăn mất vậy? Ai hốt rồi mà. Em con thì tạo này bụng mình chia nhau hè. Vài tiếng đồng hồ sau. Úi chà chà, táo này có mùi nhang ngon ghê vậy đó nha. Gì nữa đâu mà khóc với.